Đây, cháu gửi bà kiểm tra đi ạ. Cái gì đây hả chú? Đây là cái thẻ để rút tiền ngân hàng bà. Tôi không biết chữ, chú đọc hộ tôi với. Vâng, để cháu đọc cho bà. Mẹ, con Sơn đây. Con gửi mẹ cái thẻ này. Trong thẻ là số tiền con gom góp được để mẹ dưỡng già. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con. Con chỉ làm được thế thôi. Mẹ thứ lỗi cho con ạ. Anh biết thế thôi ạ. Nó có khỏe không? Còn con bé con thế nào? Cháu chỉ là người giao hàng, chứ cháu có biết anh Sơn cả cháu bà thế nào đâu. Có xong đấy à? Mẹ ơi. Ôi trời, làm sao đấy? Mẹ ốm à? Mẹ mệt à? Cái gì đấy? Con đưa đi khám nhá. Thật quái. Mày nhặt được à? Hay bà lấy của người ta à? Bà lấy của người ta à? Không cần gì công an ra bắt đi đấy nhá. Mẹ vừa ra ngân hàng, mẹ nhờ người ta kiểm tra. Ở trong này có tận mấy trăm triệu con ạ. Có mấy trăm triệu à? Có bao nhiêu hả bà? Một trăm năm mươi triệu. 150 triệu hả? Nhưng mà cái thẻ này của ai? Sao bà lại có? Có thẻ của ai? Bà nói đi nào. Thẻ của ai? Là thằng Sơn nó gửi. Cũng may là nó không quên mẹ đẻ của nó. Nó vẫn còn nhớ đến mẹ con mình nhỉ. Này con ơi, mẹ nghĩ rồi, với cái số tiền này mẹ con nhà mình đi về quê mua đất rồi cất cái nhà, thế là mẹ con mình lại có quê con nhỉ. Con cầm lấy, con muốn làm gì thì làm, hay là con mở lấy gian hàng để bán hàng, đỡ phải đi làm thuê làm mướn vất vả. Mà mẹ sẽ bỏ bán hàng rong, mẹ ở nhà, mẹ phụ giúp con nhá. Bà giữ lấy, đưa bà để bà dưỡng già chứ không phải đưa cho con làm con cầm. Bà cất cho nó kỹ vào, không người mất thì rách việc. Sao con lại nói thế? Con đã từng nói mẹ con mình không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu,
thì mẹ là mẹ của con. Coi như mẹ cho con gái mẹ. Bảo ông cầm rồi. Tiền nhau này không dám cầm đâu. Bằng thế nào tấm lòng mà con đã vất vả bao nhiêu năm trời vì mẹ, vì gia đình mẹ. Con cầm lấy cho mẹ nghẹn lòng. Miễn là con không chê mẹ già yếu, lẩm cẩm là được rồi nhá. Ai dám chê? Con giờ đang muốn bám bà bảo sư mới được ấy. Thế thì bám không? Thế thì ai mẹ còn nhà mình cứ bám lấy nhau mà sống. Mẹ bám lấy con đến bao giờ mẹ chết thì thôi. Nói gở mồm. Bà đi là con tiêu hết cái chỗ này đấy nhá. Bố nghe mày rồi.